chạy ở đây. Đây là đồ ăn. Ăn đâu anh? Đồ ăn đợi tí em lấy. À, cây chọc. Rồi, đến rồi. Xuống. Đang lấy đồ ăn cho anh. Đây, em treo mũ ở đây, tí nữa anh lấy. Em bỏ cái mũ ở đây. Anh đi chơi cho. Ti ơi lại đây anh lấy đồ cho ăn này. Ti ơi nhiều đồ ăn chưa? Đây anh có mấy chai nước đây? À có 2 chai nước đây, một hộp sữa, một hộp sữa chua. Đây còn lại là bánh kẹo hết. Bánh kẹo chưa? Ui cặp anh bự thế. Cái gì đây? Còn muối à? Vứt. Ra đây này. Đúng. Một nồi. Anh đi cắm trại đi. Cắm trại. Gấu cắm trại vui không? Cắm trại vui. Đây. Titi muốn em muốn ăn gỏi chua. Đây. Xin anh đi. Xin anh. Đấy. Nào, Titi thích ăn gì? Em thích ăn này đúng không? Đây. Để bác kệ em ăn nhé. Đây này của anh. Đây này của anh. Anh cầm cái này của anh đi. Anh cầm cái này này à, của anh đi. Đâu cái nào? Đây. Cái này. À. Đây. Em gấu ơi, em ngồi lại đi. Em ngồi như thế là đau chân đấy. Rồi, anh để đây cho Titi ăn nhé. Anh uống sữa. Ống hút đâu rồi? Ống hút đây rồi. À đây, anh uống này. Anh uống cái này. Gấu ơi, em uống cái này với cỏ ống hút. Titi ơi, à gấu ơi, nè, cho em nè. Còn của Titi đây. Chanh lót của em này. Chanh lót của em. Của Titi đây. Ăn mở tên. Nè. Cá đâu? Chanh. Mẹ em lấy cà cho. Thôi em uống đi. Em uống ngay cái này trước. Em uống cái này trước. Không, đấy cũng là nước nhưng mà. Dạ, anh ăn sữa chua. Em ăn sữa chua. Em uống hết sữa kia đi. Gấu ơi, Titi ơi, chơi ở trên đây vui thật đấy. Titi với gấu có ăn bánh gì nữa không để ăn bắp cho? Titi không hả? Ăn bánh này. Không đúng không? Ăn bánh này.
để anh phụ cho Titi đó. Em ăn bánh này đúng không? Em ăn cái bánh đấy em phải em cho anh cái sữa chua. Ui giời. Sữa chua chấm sữa chua chấm bánh. Để mình Titi ăn bánh nào. Thích ăn bánh nào? Em thích ăn bánh nào? Đâu. Đây, ăn nó cho. Dạ, đây ăn. Titi ơi. Anh em lên đây chơi lâu chưa con? Rồi mẹ. Rồi mẹ. Cả đi tin nè. Mẹ à? Mát. Em ơi, ba anh em có nhiều đồ ăn thế. Ô, chỗ gấu nắng rồi kìa. Đi lại đây ngồi với mẹ nhé. Chỗ gấu nắng rồi. Đó, ngồi đây. Wow, nóng quá. Kiếp ở dưới nhà nóng kinh khủng luôn. Cho mẹ uống miếng nước nha. Thăm nước quá. Gấu đang ăn gì á? Cái này của Titi à? Titi ăn đi con. Bánh này. Hộp sữa của đứa nào đấy? Hộp sữa của Thon. Sữa Thon á? Thế còn hộp kia của đứa nào? Của gấu. Gấu uống hai hộp luôn à? Không, hộp này là của Titi. À thế á? Nhưng mà hộp này hết rồi, Titi uống giỏi thế. Cái kia của gấu hết chưa? Em mẹ coi nào. Em gấu đang còn nguyên. Úi giời. Ôi giời ơi. Con nương uống đi con nương. Anh uống cho em à? Anh uống hết đi cho em. Hai mẹ ơi. Hai bây giờ đi bắt tươi sống. Bắt về á? Dạ. Thôi để cho nó kêu cho vui, bắt làm gì con? Bắt vỏ về xấu ấy. À thôi. Bắt làm gì? Đi ăn không? Nhiều mà. Con thả em ra cho em chơi đi. Con để em xuống đây cho em chơi. Đi ngồi xuống đây con. Ta mô uống nữa. Betty, mẹ kéo váy xuống cho nào. Mẹ thấy hai con dê sầu khô ở đây. Đâu? Kìa. À bên kia. Có hai con nhưng mà tí nữa lên tít tút trên kia đầy cây khó. Khiếp, cây to cao như thế này làm sao mà leo lên mà hái được. Tí nữa lấy cây chọt. Chọt á? Đi ngồi xuống đây con. Có mấy con nó ở dưới thấp. Đi xuống đây với mẹ. Mẹ nó ở dưới thấp. Đi lên đây chơi với anh chị thích chơi nhỉ? Mẹ cá giấu ở dưới. Ở đây này. Cái gì mà cá sấu? Cá sấu sống đi trước mà. Em nói nhầm. Em nói nhầm. Mẹ cho nó trèo lên đây. Không, ngã đấy. Cái cáo này con trèo lên là ngã đấy. Cần ở trên kia. Gấu sợ. Sợ. Sợ trèo cây cao. Sợ trèo cây ngõ. Đây nè, ở đây có cao thủ trèo cây đây nè. Mẹ đợi con tí. Đi đâu? Mẹ cho nghe vệ sinh tí. Nè, đi vệ sinh luôn. Mẹ cho nghe vệ sinh. Mẹ cho nghe đi vệ sinh. Dép con đây. Đi mẹ lấy dép cho. Anh cuốn đi, xịt lại đây chơi cho em chơi với này. Chơi ở bên này con này. Gì á? Sâu lông. Em ơi chạy lại đây đi nhanh lên. Hai em chạy lại đây, sâu lông nhiều ngứa đấy. Đấy, sâu lông đấy. Con bắt được chưa? Đâu?
Ui giời ơi. Này Titi này, anh bắt này. Mẹ mắc vợ đâu. Nè. Ui ui ui, Titi sợ à? Có sợ không? Không. Không á? Nè Titi này. Nè, mẹ cho. Nè. Mẹ để cho đây. Nào có yêu ơi, chân Titi này. Cho mất hết đi của anh á. Nè. Ui. Sợ gì, mấy cái này mấy cái xác be mà. Này, con cầm đấy. Con có đi chơi với anh không? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Kìa xem anh bắt be kìa. Chỉ gấu lại bắt be với anh kìa. Đấy. Ôi trời ơi. Cao thế làm sao mà bắt được. Mày que chọc á. Con này. Được không? Được rồi. Rồi đi lại đây đưa cho em nào. Không cẩn thận có sâu lông đấy, ngứa kìa. Chạy nào. Chạy. À chạy. Ôi dồi ôi. Chạy. Anh cho em này. Tin này. Nào mạnh dạn lên nào, không sợ. Không sợ, không sợ. Nhanh thế. Này, mẹ này Titi này. Con thôi ngồi chơi lúc nào rồi ta về nha. Mẹ đang muốn con này. À muốn con lại đây. Bắt về chầu đây.